Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin review cái quán Sol Acoustic ở ngay gần chỗ mình làm nha các bạn. Thì bữa giờ quán đang sửa và hôm nay là ngày thứ bảy thì cũng đã hoàn thiện rồi nha các bạn. Để chuẩn bị cho buổi khai trương vào sáng ngày mai, sáng chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 nha các bạn. Nếu các bạn ở khu vực Gò Vấp thì các bạn có thể ghé quán Sol Acoustic nha các bạn. Điểm đặc biệt của cái quán cà phê này đó là cái có hai cây cổ thụ ở trước quán nha các bạn, ở một cái không gian nhà phố và rất là ồn ào gần khu vực sân bay. Nhưng mà khi bước vào trong quán các bạn sẽ có một cảm giác bình yên rất là lạ nha các bạn. Bước vào quán thì sẽ có thác nước nha các bạn. Ở dưới chân khách ngồi có một cái hồ cá nha các bạn. Khi bước vào không gian quán này rất là mát ha, mặc dù là không có chưa có bật quạt đó, nhưng mà cái cảm giác không khí rất là thoáng nè. Ở trong quán cà phê thì được chia ra làm hai khu vực chính ha, khu vực sảnh trước quán nè thì mình có thể quan sát ra phía đường phía trước ha, phía đường hẻm. Còn cái không gian phía bên trong thì có máy lạnh ha, và cái khu vực mà bên trên thì sẽ dành cho những người mà thích ca hát, yêu âm nhạc thì mình có thể lên phía trên của quán thì sẽ có chương trình nghệ thuật hát với nhau nha các bạn. Đây chúng mình sẽ đi lên sảnh bên trên này. Thực sự ra ở cái không gian chật hẹp của thành phố Sài Gòn thì có một cái quán cà phê thoáng đãng và mát mẻ như thế này thì rất là hiếm nha các bạn. Cái cây này khoảng 2 người ôm không hết nha các bạn. Cái dàn cây thì rất là hoành tráng luôn. Mình đã làm việc ở đây khá lâu rồi thì cái quán này cũng được tu sửa khá nhiều lần. Thì mình thấy lần sửa này là ưng ý nhất nha các bạn. Khu vực khách ngồi thì có thể quan sát được nhiều hướng ha. Người ta không có sử dụng bức tường mà sử dụng kiếng cường lực, cho nên mình có thể quan sát được toàn bộ không gian của quán ở khu vực vị trí mình ngồi nha các bạn. Thì khu vực này dân cư rất là phát triển, toàn các nhà cao tầng nha các bạn. Thế nhưng mà ở đây người ta vẫn dành được cái khoảng không gian ha, để trồng cái cây rất là lớn. Cây thì cũng được chăm sóc, được tỉa cành rất là cẩn thận, nên là không sợ rơi rớt cành nha các bạn. Cảm giác khi bước vào quán thì mình rất là bình yên nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn cùng tham quan quán với mình nha.